bị bơm nước liên tục trong 5 phút, bụng căng phình, miệng ói ra liên tục. Nhưng nhiều con bò vẫn bị nhân viên giết mổ nhét ống nước thẳng vào bụng, xả van hết cỡ cho đến khi trào bọt mép, khuỵu té sập đầu xuống nền xi măng nằm bất động thì việc bơm nước mới được ngừng lại. Đó là những ảnh thường ngày ở huyện tại cơ sở giết mổ gia súc Võ Thị Vân, hay còn gọi là lò Vũ Ngọc, đóng tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 8 giờ tối mỗi ngày, Út, một nhân viên của lò giết mổ Vũ Ngọc cùng vài thanh niên khác có nhiệm vụ thay nhau dùng ống nước bơm nước thẳng vào bụng của hàng chục con bò. Con bò đầu tiên bị Út bơm nước sau khoảng 5 phút đã bắt đầu ói, nhưng công việc của Út chỉ được chính thức dừng lại khi con bò bắt đầu ói ra cả nước lẫn cỏ khô và thở hồng hộc. Lúc này Út lại chuyển ống sang một con bò khác và lặp lại quy trình. Trong khi Út đang bơm dở con bò thứ hai thì con bò đầu tiên lúc này đã căng phình bụng, miệng trào bọt, ngã quỵ dập đầu xuống nền xi măng. Như một cái máy, hành động bơm nước tăng trọng cho các con bò cứ diễn ra, và chỉ trong vòng khoảng 30 phút, Út đã bơm cho 5 con bò căng phình bụng. Ngoài Út, còn một số thanh niên khác cũng cầm vòi chọc thẳng vào miệng bò. Tuy nhiên, nhóm người này rất thận trọng vì tắt hết đèn. Nhiều con bò bị sốc nước đã ngã quỵ, bất tỉnh thì sau đó vài phút được các nhân viên giết mổ tạt nước cho tỉnh lại. Khu vực giết mổ của lò Vũ Ngọc rộng gần 300 m², toàn bộ khu vực lò mổ đều được quan sát qua các camera giám sát. Tình trạng bơm nước tăng trọng lượng vào bò cũng như các loại gia súc gia cầm khác như heo, gà, vịt được các cơ quan chức năng phát hiện từ khá lâu và cũng khiến dư luận dậy sóng. Bởi đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và dẫn đến những hệ lụy là đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, không chỉ lò mổ của Vũ Ngọc mới sử dụng chiêu thức trên, mà hầu hết các lò mổ trên địa bàn tỉnh Long An đều được sử dụng chiêu thức này để trục lợi bất chính. Mỗi con bò sau khi được bơm nước, trọng lượng có thể tăng lên đáng kể. Theo đó, người bán dễ dàng kiếm lời từ 4 đến 6 triệu đồng trên một con. Lợi nhuận từ việc làm bất chính này đã làm mở mắt không ít chủ lò mổ. Bởi ngay khi phát hiện những hành vi gian lận trên, thì cả về mặt chế tài cũng như các biện pháp xử phạt của các cơ quan chức năng áp dụng cho các cơ sở giết mổ có hành vi bơm nước vào gia súc cũng chỉ mới dừng lại ở mức phạt không quá 6 triệu đồng. Thiết nghĩ với việc xử phạt có cũng như không, chắc chắn tình trạng bơm nước vào gia súc để gian lận trong kinh doanh, từ đó kéo theo những hệ lụy khó lường sẽ khó mà giảm được.